Hello, xin chào các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Mr. Hugh đang có mặt ở vị trí này, đó là chùa Hộ Quốc. Rất là tuyệt vời khi chia sẻ với các bạn ngay chỗ địa điểm này nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng follow Mr. Hugh review ở khu vực này như thế nào và có gì vui nha. Ok, go! Ok, xin chào các anh chị, các bạn. Bây giờ Mr. Hill đang đứng ở góc độ này là ở trên cao của ngay chỗ chùa. Hồi nãy mình lên tới trên này bậc tam cấp, qua bậc tam cấp rồi ngay trước chánh điện của chùa luôn. Thì góc này các bạn có thể đứng chụp hình rất là đẹp. Thì buổi chiều là hoàng hôn ở phía đối diện cái mặt của mình, về phía sau của mình là hướng đông. Mình sẽ view ra biển. Hôm nay mình đi vào buổi chiều trời mát nên review cho các bạn xem cho đã luôn nha. Ok, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ tìm những góc cảnh đẹp để chia sẻ với các bạn ở chùa Hộ Quốc có những góc nào đẹp, những chỗ nào hay. Và dĩ nhiên đến chùa là nơi linh thiêng, là nơi chúng ta có cái sự tâm linh của mỗi người để đến viếng chùa và lễ Phật. Và bây giờ chúng ta cũng bước vào chánh điện cùng quay và chia sẻ với các bạn bên trong chánh điện như thế nào và xung quanh chùa có những chỗ nơi tượng thờ Phật và thờ các vị ở đây như thế nào và có những cảnh nào đẹp nữa nha. Ok, go. Ok, các bạn ở góc này view xuống rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Mới nãy mình đi từ ở trên, lộn, từ ở ngay chỗ chánh điện á, mình đi một cái cầu thang lên tới hướng ở chỗ tượng Phật Bà Quan Âm á, thì rất là đẹp ở trên này. Vì đây là trên cao nhất của ngay chùa Hộ Quốc, mình có thể mình view nhìn xuống biển ở xa xa. Quá đẹp. Yeah, go.
cảm ơn các anh chị đã follow cùng với Mr. Hill tại video này. Mình đang đứng ở vị trí này, đó là ngay chỗ một công trình mới tại chùa Hộ Quốc, rất là tuyệt vời. Mình nghe nói tên đây gọi là chùa Một Cột, được xây dựng trên một cái hình tượng đài sen làm bằng bê tông, rất là đẹp nha các bạn. Và nghe nói sẽ được khánh thành trong năm nay, và hoàn thành công trình đã dường như là đã xong rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Và rất là tuyệt vời chia sẻ với các bạn review tại chùa Hộ Quốc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Bạn, mình đang ở ngay chùa Hộ Quốc, rất vui được làm quen với chú Hồng, là người đang phục vụ ở ngay chỗ chùa Hộ Quốc. Các bạn đến và thăm chú và cùng chia sẻ với chú những điều hay ở đây nha. Ok. Dạ. Xin chào. Ok. Yeah, cái chú. Số 1 cái chú. Yeah. Dạ rồi. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiêu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.